Alo, chào mọi người với channel của mình. Hôm nay mình sẽ tiến hóa Kibago cấp 3. Hay. Chạy. Kêu trước khi tiến hóa. Và đây là sau khi tiến hóa. Bóp. Wow. Đâu? À, như con gián luôn. Hết tiếng quá được. Yeah. Ê. Thấy rồng. Thấy rồng thương chủ. Quá đã. Đó. Chạy. Kêu. Nâng lên khá nhiều. Không biết nâng cái gì. Rồi đấu thử. Đội lấy mình lên nữa thôi. Ok baby. Vào. Này thử coi. Khi nào đánh được. Bóp cuốn đi. Rồi. Bót nè, ok. Thôi ngồi ghế mình đặt. Thôi nha. Chậm chậm nào. Chiêu. Ồ. Ồ. Thôi đừng dùng auto. Dùng chiêu 1. Binh binh chết một em. Chạy rồi. Đi chiếu cuối. Ok. Đúng. Dậm chân. Giống luôn. Có một. Em nói dễ rồi. Chiếu. Đúng. Dễ. Nó quỷ hoại luôn kìa. Quá đã. Rồi bảo cho cái gì khó luôn đi. Đây. Đi theo. Cái tướng đi tiêu hả? Giống giống khủng long quá. Để đây nào, hứa thích nào. Chào thân ái, tạm biệt các bạn. Nhớ like, share và subscribe nhé.